Xin chào cô chú anh chị, hôm nay em có mặt tại xã Ikale, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai để giới thiệu cho cô chú anh chị mình một mảnh đất với tổng diện tích là 7 x 20 năm. Ở trong sổ nha cô chị, còn ở ngoài thực tế là phía đằng sau vẫn còn đất của mình nhé, chiều sâu vào 40m nha cô chị. Đất của chúng ta bắt đầu từ mé nhà này, nó chạy sang bên đây là 7m nhé, sang bên đây. Bên đây là 7m nha quý anh chị. Đó, mặt đường nhựa nha quý anh chị. Ở đây thì dân cư đã hiện hữu hết rồi. Dân cư ở rất là nhiều nha quý anh chị. Đó, mặt đường nhựa, dân cư ở rất là nhiều. Đất thì khá là bằng, đẹp nha quý anh chị. Đó, bên sau đây là 40m này. Nhưng trong sổ thì là 7 x 25m thôi. Đó, ở đây thì đã có điện rồi nha quý anh chị. Có điện rồi, dân cư rất là đông. Từ cái vị trí mà em đang đứng ở đây, đây là cái quốc lộ 19 nha quý chị. Là quốc lộ 19 là tầm 300 đến 400 mét thôi. Ra đến nhà trẻ Hoa Mai thì nằm tầm 250 mét. Ra đến trường học cấp 1, cấp 2 thì cũng tầm 1 cây số quay đầu thôi. Ngoài ra nó cách trung tâm xã, khu buôn bán, trường chợ thì nó rơi tầm 3 cây số đổ lại thôi quý chị. Đó, nói chung là đường xá thuận tiện và cũng rất là gần về trung tâm trường chợ nhé. Với những cái tiện ích như thế này thì một gia đình trẻ có thể ở thoải mái nha quý chị. Tại vì cái giá thành thì nó cũng không phải là đắt nhé. 7 nhân cho 20 năm full thổ cư. Ngoài thực tế là 7 nhân cho 40 thì cái giá bà chủ đang đưa ra là 240 triệu không thương lượng nha quý chị. 240 triệu chủ thu về không thương lượng nha. Đó, chung là cũng rất là hợp lý nha quý chị. Nếu như cô chú anh chị mình quan tâm đến mảnh đất này thì có thể gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại 0929 339929 để em có thể dẫn cô chú anh chị đi xem trực tiếp mảnh đất này. Xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video này. Và nếu như cô chú anh chị đang theo dõi video này thì mong rằng cô chú anh chị cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho em ra thêm nhiều video hơn nữa cho cô chú anh chị mình cùng tham khảo. Em xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị trong những video tiếp theo của em. Xin chào và hẹn gặp lại.